một tuyệt phẩm của em Panasonic NEA263. Con này em bán giá công khai là 1,7 triệu, nó bị móp trên đây nha quý khách, không ảnh hưởng gì tới máy, thì mặt thẩm mỹ thôi. Em là Vi Sống, em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Em xin đo chiều ngang của nó là 52 ha, chiều ra của nó là 42, chiều cao của nó là 34 ha. Ngoài hình đẹp, máy móc nguyên zin ha. Con này là con 3D có bộ ẩm luôn nha quý khách. Rồi, quý khách lưu ý ha, quý khách thấy nó mờ mờ không? Nãy em lo rửa nước á, giờ không có nắng phơi á, nè nó bị đổ hơi ha, chứ không sao chân ha, cái hơi nước á nó lọn vô đây nè, xài vài ba bữa nó sẽ hết ha. Con này là full chức năng, nướng luôn nha quý khách. Bề ngang của em nó là 30, khoảng tầm 35 ha. Bề ga là 32, bời cao là 20. Em nghĩ là một con gà là vô tư ha, một con gà là vô tư nha. Ở đây là cái miếng này của nó luôn nha, chứ không phải chế chiếc gì hết á. Bóng đèn nhiệt đầy đủ ha. Mâm thì cực kỳ đẹp nha, mâm thì mới cáo cạnh luôn, không có quên xài hay gì á nè ha. Rồi này là 3D ha. Rồi tới phần em test nhiệt độ ha. Giảm test hiện giờ là ngoài nè, đó, hiện giờ 29 độ C ha. Rồi ok. À, quý khách thấy nó bị lem lem là không sao chân á ha. Cái này là Vi Sống. Thường thường nó mặc định là 800W ha. Mình muốn chỉnh nhưng chỉnh 30 phút, 40 phút để 3 40 giây đi ha, cái nút này nút khởi động. Rồi. Dở quá, mới nãy mình lâm trong khi mình chờ đợi này mình quay ha. Nó đỡ mất thời gian quý khách nè. Bộ ẩm, bộ hơi nước rồi ha. Quý khách chịu khó lên Google dịch giùm em. Cái này là Vi Sống nè, cái này là gì em không biết nữa. Cái này là này, nhà nướng nướng nè. Lên xuống nhiệt độ gì đó. Nè nó mờ mờ nè ha. Để nữa em tháo ra em phơi khô mới được. Mấy ngày này mưa quá trời mưa. Con này là hàng Nhật ha. Điện 100W. 1000W 2010 ha. Rồi ok. Nước đem đo nước coi coi đúng nhiệt độ có lên không nha. Đây ha, nước ok ha, 4 mấy độ nha quý khách cô chú anh chị em. Rồi giờ tới phần nướng nè. Bóng đèn ở trên đây nè ha, 20-30 độ thôi ha. Rồi ok, nó không có lên nha. Rồi tới nướng nè, bấm vào đây. Nó kêu là độ C nè quý khách. Độ C chỉnh sao ta? À nút lên. À, 200 độ C, 220, 230, 240 nè. 250 nè. Tối đa ha, mình chỉnh 200 đi. Cái nút này nút dặn nè, 30 giây. Rồi. Này phải tháo ra xử lý nó lại, nãy em chùi rửa nước á bị ố nè. Hôm nay không có, giờ nó có là hơi nước á, xài từ từ nó bốc hơi hết. Rồi cái này bù ẩm, cái nào bù ẩm em quên mất tiêu, dịch Google lại. Cái hơi nước đó. Rồi ok ha, đây mới nãy là nhiệt độ ha. Đây đỏ muốn đẹp không? Nè quý khách thấy không, 7 mấy độ ha. Đó cái bóng đèn tỏa nhiệt á. Nè, bóng đèn đó nè. Nè 110 mấy độ luôn nè. Rồi nói chung con này là full chức năng nha quý khách cô chú anh chị em. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Kakao, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Các bạn này em bán giá công khai là 1,7 triệu chưa bao gồm phí ship ha. Rồi một lần nữa em chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.